Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của Văn Hóng Lazada. Hôm nay thì mình sẽ làm một video chia sẻ về một cái mẹo vặt mà có lẽ rất nhiều bạn làm YouTube gặp phải. Và ngay cái mình làm mình cũng bị gặp luôn. Đó là việc sử dụng cái phần mềm OBS. OBS này thì giới thiệu qua thì chắc là nhiều anh em biết rồi. Làm YouTube hay là làm streamer chắc là đều biết cái này. Nó là cái phần mềm để giúp chúng ta có thể live stream, quay màn hình, thu lại màn hình hoặc là để làm những cái stream về game này. Như mình làm về cái game mình hay sử dụng cái OBS này. Và một cái lỗi mà rất là khó chịu khi sử dụng OBS đó là khi các bạn sử dụng trên máy tính nhá. Đó là khi mình chat ở trên Facebook Messenger chẳng hạn. Thì nó khi mình cứ gọi video thì nó sẽ hiện lên cái tức là không sử dụng được cam mà nó chỉ hiện lên cam của OBS. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em khắc phục được cái đó như nào. Nó hết sức đơn giản thôi. Đây, mình sẽ minh họa cho anh tự dùng lỗi nhá. Đây, ví dụ mình đang sử dụng cái OBS. OBS bản mới nhất luôn nhá. Đấy, nó OBS này. Cái bản OBS mình đang dùng đây là bản 27.0.1. Có thể anh em dùng bản OBS cũ thì có bị lỗi thì không biết. Nhưng hiện tại cái bản mình dùng thì nó đang bị lỗi. Đây, lỗi như này. Đây, muốn hiện cái cam OBS thì cái này chắc mọi người biết rồi. Các bạn đây này, chọn lại với cái sọt của nó thôi. Mình đang ẩn nó đi. Đó. Con này thì cái OBS này nó rất hay trường hợp bị xung đột cam nhé. Chẳng chúng ta có hai cam. Ví dụ mình dùng một cái cam, một webcam máy tính này hay là dùng cái cam cắn cổng USB ngoài ấy. Nó rất hay bị xung đột thì cứ nhớ là các bạn trỏ ở đây này. Nó sẽ có một cái OBS gọi là OBS Virtual Camera nhé. Bao giờ mà định nó có một cái Virtual Camera này. Đó. Là nó sẽ hiện lên cái cam như này này. Đó, hiện lên cam như này. Khi mà mình chat bằng cái Facebook Messenger nó hiện lên đúng biểu tượng này luôn. Đây mình ví dụ cái máy này chưa fix này. Còn cái máy này mình đã fix được rồi. Đây mình sẽ lấy cái máy chưa fix này, minh họa. Đấy, ví dụ như các bạn chat video này. Có thể dùng Skype, dùng Zalo hay là dùng Facebook Messenger, nói chung những cái phần mềm mà sử dụng webcam nó đều bị. Đây, ví dụ mình gọi thử cho test thử xem nhá. Đây, ví dụ gọi cho cái thằng này xem nào. Gọi này. Đây, khi mà mình sử dụng như này thì nó sẽ hiện lên cái cam của mình, nó hiện lên là cái cam của OBS. Cái này lỗi rồi chưa gọi được. Đấy nhá, chúng ta sẽ bị một cái lỗi như này. Ví dụ nhá, đây, mình tắt đi mình gọi lại này. Đây. Ví dụ khi các bạn gọi video như này đây, thì nó hiện lên cái biểu tượng này ở đây này. Cái này thì nó sẽ có hai cách để tắt. Thứ nhất là đây, các bạn vào cài đặt ở phía các hoạt thị trên này. Rồi rồi chọn phía dưới này, chúng ta trỏ với cái cam của nó này. Lưu này. Đấy thì được nhá. Có một số trường hợp mà chúng ta chỉnh cái này. Được rồi. Mà nó không hiện lên, nó cứ hiện lên cái, nó cứ đẩy về cái cam của OBS như này. Cái này của mình đã fix rồi. Đây. Nó hiện lên cái này này. Đấy. Nó cứ hiện lên cái này dù các bạn tắt kiểu gì nhá. Bật sang cái này thì nó vẫn hiện ra cái này. Cái này mình fix rồi. Đây. Đấy, nó cứ hiện lên. Đấy, ví dụ như cái lỗi này thì chúng ta sẽ tắt kiểu này nhá. Đây, thứ nhất là các bạn sẽ ấn vào đây. Ở văn hoa thị cài đặt này. Và dưới này chúng ta chọn về cái cam của máy. Ví dụ như máy này mình dùng máy của HP. Chọn về máy HP này. Nếu trường hợp được như này thì không sao, nhưng mà cái trường hợp mà nó bị lỗi như này. Được rồi. Chờ đi. Đây. Mà nó ra cái cam này. Nó cứ ra cái hình như này. Thì đây, cách xử lý rất đơn giản thôi. Rồi, các bạn tắt cho mình cái này. Chúng ta sẽ vào ổ C và My Computer này. Đây, My Computer đây. My Computer. Rồi. Chúng ta vào ổ cài đặt. Cài đặt Windows này. Rồi. Vào cái Program File này.
Rồi, vào cái OBS Studio này. Đây, vào cái OBS Studio này. Rồi, ở cái thư mục này thì mình sẽ vào cái data này. Data. Rồi, vào cái OBS plugin này. Rồi, rồi chúng ta vào cái mục này. Nó là WinDSO. WinDSO nha. Rồi, thì các bạn kích vào mình cái file này. Vtourcam-installer.bat. Chạy quyền admin nha. Kích cho phải vào đây. Rồi, chọn quyền admin này. Rồi, nó sẽ ra cái này. Mình sẽ ấn Enter. Rồi, và khởi động lại máy tính này. Khởi động máy tính đâu rồi? Rồi, restart lại này. Rồi, và chờ nhá. Rồi, sau khi khởi động lại được cái máy tính này, mình có connect wifi nè, con này mất wifi rồi. Cho xin có connect wifi. Đây, có wifi rồi. Rồi mình mở lại cái Facebook lên. Đây. Cái đơ quá. Rồi, gọi lại nhá. Gọi lại video thôi. Máy chậm vậy. Đây, mình gọi lại video này. Thì các bạn ấn như này thì lần gọi sau thì nó sẽ không hiện lên cái OBS nữa đâu. Chỗ này không có cái OBS nữa. Đấy, nó lên được cái này này. Nên là được nhá. Đấy, nó hiện lên là được này. Rồi, thế là xong. À, sẽ có rất nhiều người hỏi là nếu mà chọn cái phần đâu cái phần đấy nó ở đây này. Mình mở lại nhanh nhá. Phần này. Đây, program file này. Chọn về OBS Studio này. Chọn data này. Chọn OBS plugin này. Chọn cái WinDSO này. Đấy. Đấy, quan trọng là nhớ cái file này nhá. Thực ra khi mình chạy cái file này sao rồi? Cái này phải quyền admin này. Đây. Cái này thì mình vẫn dùng OBS bình thường nhá. Đây, ví dụ mình mở OBS này này. Không ảnh hưởng gì OBS cả. Thực ra thì cái OBS này nó có một cái Vtourcam giống như mình cài các cái phần mềm như Mandycam ấy. Nó hay thêm một cái cam ảo ấy. Thành ra là nhiều khi nó bị xung đột với cái phần mềm Messenger. Có thể nhiều trường hợp là chúng ta khởi động lại máy tính thì vẫn được. Nhưng mà khi các bạn ăn Newton thôi, chúng ta không dùng cái Vtourcam này nữa. Đây đây, nhìn thấy không? Cái phần này chúng ta sẽ không còn Vtourcam nữa. Nhưng mà nó sẽ xảy ra cái trường hợp nếu các bạn dùng nhiều webcam ấy. Ví dụ như mình dùng nhiều cảnh như này này. Đây này. Ví dụ đây. Có Vtourcam đây này. Đấy, nó không dùng được cái Vtourcam này nữa này. Thì nó cũng khá là dở đó. Đấy. Đây này, ví dụ mình không gọi được webcam cho thằng này nữa này. Đó, nó bị xung đột cam. Thì mình sẽ phải tắt cái webcam này đi này. Đấy, như anh tin này. Thì các bạn sang phần này các bạn mới dùng được nhá. IT lại này. Đấy. Thì mới được nhá. Nó hay bị xung đột vì như thế. Rồi. Chính vì nó cài cái OBS Vtourcam này khi mà các bạn dùng hai cảnh này, nó rất hay bị tình trạng mất một cam như này. Tức là về lý thuyết OBS nó chỉ cho chúng ta dùng một cam thôi. Còn nếu các bạn dùng Vtourcam thì mình có thể dùng cái Vtourcam mình ghép vào đây này, ghép vào cảnh này hoặc là
Đấy, nhân vào 2 cam, cái cam trên nó sẽ dùng cam của mình đúng không? Đó. Còn cam này nó sẽ bình thường mặc định nó sẽ dùng là cái cam ảo đấy. Nhưng mà hiện tại mình đã disable cái cam rồi và con này đang dùng là không có cam. Tức là mình đã deactivate nó rồi. Đó. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Và nếu thấy video hay mình nhớ các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Ok, xin chào và gặp lại nhé.